chương 431, năng lượng trừu tượng vận dụng. Đem thạch vũ hoàn toàn sửa chữa, liền tương đương với từ toàn bộ vũ trụ thân thể trung tiến hành sửa chữa. Đơn giản điểm tới nói, quê nhà của ngươi rất nghèo, không có cái gì kinh tế tài nguyên, hùng tâm sửa chữa phương thức chính là trực tiếp sáng tạo một mảnh càng thêm tốt đẹp thế giới, bao trùm nguyên bản địa phương. Thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng thực tế thượng, này còn không phải là chọc người ta quan phủ sao? Mà cái gọi là từ vũ trụ thân thể trung chính là từ toàn bộ quan liêu hệ thống chung tìm kiếm một vị có năng lực người đi làm quê của ngươi huyện lệnh binh hùng hùng một cái đem hùng hùng một qua không có một cái dây đầu đàn mặc dù thế giới lại giàu có lại tốt đẹp cũng sẽ rất dễ dàng bị bại quan đây là chiến sĩ cùng vĩnh cửu tính khác nhau cũng là chân thật cùng lý tưởng khác nhau hùng tâm giả thiết quá mức lý tưởng hóa không chân thật hoặc là nói không thông dụng vô pháp thích ứng cái này chư thiên vạn giới chỉ có thể ở chính mình kia địa bàn thượng hung này liền tương đương với mắt ninja trung, khi mấy hai mắt chữ vì cái gì như vậy ngư bức, bởi vì từ bản chất tới giảng, bọn họ có thể xem như thế giới kia linh khí nguyên sở diễn biến vật phẩm. Mặt ngoài là mắt linh tinh hiện ra vật phẩm, nhưng thực tế thượng thuộc về cao cấp linh khí thao tác quyền hạn. Đơn giản điểm tới giảng, cũng chính là thế giới kia chakra ra tác bao phủ phạm vi, liền tương đương với một cái máy tính chỉnh thể, mà những cái đó cái gọi là vết máu, đây là một đám phần mềm. Mà phần mềm, tự nhiên cũng phân giải trí cùng vận dụng. Cái gọi là giải trí, tự nhiên chính là giải trí, cũng chính là hỏa hoa pháo hoa bọc nước linh tinh. Mà vận dụng, tự nhiên chỉ chính là cái này máy tính trình tự. Tỷ như nói, sinh tử A, à, sinh mệnh. Đem những cái đó cái gọi là ngư bức mắt, liền có được thao tác này đó, hoặc là nói sửa chữa này đó trình tự quyền hạn. Cho nên nói, hoặc nhìn thực ngư bức, nhưng thực tế thường. Mặc kệ là cái nào thế giới, trừ bỏ khoa học kỹ thuật hệ thống ngoại, rất nhiều thế giới đều thích hình dung chính mình hiện tại trạng huống là ở lùi lại. Tỷ như nói, hồng hoang thế giới, từ ban đầu hung thú, đánh trời sụp đất nứt, đến cuối cùng phong thần cùng Tây Du, hai người trên lệch không phải giống nhau đại. Này nguyên nhân chủ yếu chính là một cái phổ biến tính cùng lượng biến hóa. Đơn giản điểm tới nói, ban đầu có 100 cái sinh mệnh, cho nên bọn họ bình quân thực lực đều phi thường cường đại, mà lúc sau, có 100 vạn cái sinh mệnh, thực lực khẳng định không có phía trước cường. Ở lúc sau, sinh mệnh đã đạt tới không thể tính toán trình độ, lúc này, nếu bọn họ cường độ như cũ có ban đầu như vậy cường đại, rất đơn giản một vấn đề thế giới thừa không thừa nhận được. Cũng không phải thế giới ở lùi lại, tương phản, đây là bình thường phát triển. Rất nhiều người đều thích hình dung tu hành chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Thế giới cũng là như thế, nếu ngươi không thúc đẩy thế giới tiến hóa, thế giới tự nhiên sẽ bắt đầu phổ biến hóa, cũng chính là theo đuổi lượng, lấy này ở vô cùng lượng thượng, tìm kiếm đến biến chất khả năng. Mà những cái đó không có biến chất khả năng, cũng chính là sinh mệnh thể hạng mức cao nhất, chính là thế giới kia trong truyền thuyết người mạnh nhất. Từ lý luận đi lên giảng trừ bỏ vô cùng lượng biến đổi trung kia một cái duy nhất ngoại, cơ bản không có khả năng có sinh mệnh thể đánh vỡ hạn chế. Đạo lý này, vô hạn thông dụng. Mà nhất trước mặt người mạnh nhất, cũng chính là thế giới kia người mạnh nhất, quyết định thế giới kia cường độ, cùng với trừ bỏ vô cùng lượng biến đổi ngoại mặt khác thân thể hạn mức cao nhất. Mà hỏa ảnh hệ thống trung, hắn hạn mức cao nhất, chính là Kaguyahim. Cho nên nói, mặc dù thế giới kia nối đường ray vạn giới, thực lực cũng không có khả năng chân chính có cái gì tăng lên. Nói như thế nhiều, chỉ là tưởng tỏ vẻ chân chính ngưu bê là có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới năng lực mặc dù năng lực này lại như thế nào rác rưởi hoặc nhìn lại như thế nào vô dụng chỉ cần nó dao động có thể đạt tới chư thiên vạn giới cấp bậc như vậy hắn khẳng định sẽ so chỉ một vũ trụ trung sửa chữa thời gian sửa chữa lượng biến đổi sửa chữa vũ trụ cường đại hơn không biết nhiều ít lần chỉ một vũ trụ mặc kệ rất cường đại đều có suy tàn khả năng này chư thiên vạn giới lại không có từ lý luận đi lên giảng mặc dù hắn lại bị đánh nát lại hoặc là mặt khác cũng sẽ không ở bản chất, đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Cũng là vừa mới theo như lời nguyên nhân. Nào đó vũ trụ trung, thạch vũ nhìn cái này có chút quen mắt thành thị, lại nhìn lướt qua cái này có chút quen mắt tinh cầu, cuối cùng nàng không thể không phun tào một câu. Này địa cầu cũng thật là đủ ngư bức, nào đều có nó. Thượng một lần, thạch vũ đạt được lực lượng sử dụng quyền, cũng đạt thành tâm linh đột phá. Đơn giản điểm tới giảng, hắn lại về phía trước rảo bước tiến lên một bước, trên người tiêu chuẩn cấp bậc đã từ người, biến thành thần. Đương nhiên, Đối với chiến đấu lực gia tăng cũng không có nhiều ít. Hoặc là nói, đối lập đạt được năng lượng thao tác quyền hạn, thật sự chênh lệch quá lớn. Phải biết rằng, dựa vào chính mình tình huống, nó năng lượng quyền hạn mới bắt đầu chính là gấp trăm lần khởi bước. Mà đối lập một chút, chỉ cần hắn có tâm tình, mỗi một lần ra quyền, hắn lực công kích liền có thể tăng lên mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần. Rốt cuộc, hắn nắm tay là thuần vật lý, mà chỉ cần gia tăng năng lượng, như vậy nó tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh mà tốc độ càng nhanh, ở chất lượng tương đồng dưới tình huống, lực công kích càng cao. Mà lại bởi vì nàng tình huống đặc thù, cũng không sẽ sinh ra cùng loại với cỏ sát tiêu hao linh tinh. Cho nên, này thật là rất thích hợp hắn. Lại bởi vì, một tia năng lượng, hơn nữa một cái bất diệt vật chất sở tạo thành cơ sở hạt, cũng chính là nhất nguyên thủy một cái không thể phân cách đơn vị, hoặc là nói, hạt của chúa. Có nói lúc sau, thạch vũ thật sự có thể nói, chính mình vô địch. Hiện tại hắn, trừ bỏ bị một ít siêu việt hắn tưởng tượng cường giả phong ấn ngoại, thật sự có thể nói, bảo mệnh năng lực kéo đầy. Đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một cái càng quan trọng, thậm chí có thể nói, cái này thu hoạch, so với hắn đột phá, còn muốn cho hắn cao hứng. Vừa rồi liền nói quá, một tia năng lượng cùng một cái bất diệt vật chất, hợp thành cái gọi là hạt của chúa. Nhưng là, từ bản chất tới giảng, năng lượng là một loại quá trình, không phải đơn thuần lực lượng linh tinh, mà là một loại phóng thích quá trình. Cho nên, năng lượng không có khả năng chính xác đến cái gọi là một giây, có thể nói một giây nội năng lượng hoàn thành một lần tuần hoàn, lại không thể nói, tại đây một giây, có bao nhiêu năng lượng. Bởi vì năng lượng có không thể phân cách cá tính, một khi bị phân cách, vậy không phải cái gọi là năng lượng. Như vậy, này cái gọi là không phải năng lượng, lại là cái gì đồ vật đâu. Thời gian. Chính là thứ này, nếu một giây một giây tính toán, như vậy năng lượng tạo thành bộ phận, chính là thời gian. Liền tỷ như nói, trong chóng, chúng ta đều biết, phong lực lượng làm hắn lựa chọn. Nếu không có thời gian, hắn sẽ xoay tròn sao, sẽ không, mà mặt khác, cũng là một đạo lý. Cho nên nói, hạt là cơ sở, thời gian là đẩy mạnh lực lượng, tắt năng lượng, còn lại là cái này quá trình, sở phóng xuất ra tới lực lượng. Liền tỷ như nói, trong chóng phát điện. Mà bắt đầu từ khống chế năng lượng lúc sau, liền có thể không ngừng đem cái này quá trình lượng bắt đầu chồng lên. Cũng chính là, ban đầu trong chóng, một giờ, phát một lần điện. Mà lúc sau, Thạch Vũ chồng lên năng lượng số lần lúc sau, trong chóng vận tốc quay bất biến, nhưng nó phát điện, lại sẽ gia tăng. Cho nên nói, cái gọi là năng lượng, chính là dựa vào vật chất, đem thời gian loại này vô hình đồ vật, chuyển hóa vì hữu hình năng lượng. Chương 432, rất bình thường thế giới. Mà Thạch Vũ, cái gọi là gia tăng bội số, kỳ thật chính là đem địa phương khác thời gian phát ra ra lực lượng, cấp lấy ra. Sau đó, nơi này sẽ xuất hiện một vấn đề, cái kia bị Thạch Vũ lấy lực lượng địa phương, hắn còn sẽ tồn tại sao? đáp án là không tồn tại, bởi vì thời gian không có hiệu quả, cho nên thời gian không tồn tại. Mà lại bởi vì thời gian không tồn tại, cho nên không gian cũng sẽ không tồn tại. Nói cách khác, cái này địa phương sẽ hóa thành vô. Mà phía trước cũng nói qua, duy độ càng cao, hoặc nhìn càng thái quá. Nơi này tuy rằng biến thành vô, nhưng sẽ không đối mặt khác, tạo thành cái gì ảnh hưởng. Khi cũng không phải là cái gì hắc động, tồn tại cái gọi là dẫn lực, hoặc là nói hấp lực. Đương nhiên, cái này cách nói, kỳ thật đã hàng duy, chân thật tình huống sau cái này càng thêm thái quá tỷ như thạch vũ cũng không phải hoàn chỉnh lấy lại đây mà là hóa thành cơ sở lại lần nữa lắp ráp đơn giản điểm tới nói chính là đem này một bộ năng lượng tuần hoàn coi như một cái tân lam đồ sau đó sử dụng mới bắt đầu tài liệu tiến hành một lần nữa lắp ráp nơi này mới bắt đầu tài liệu chính là thời gian cùng vật chất chính là nơi đó nguyên bản cũng đã tồn tại thời gian cùng vật chất cho nên không thể tái xuất hiện thời gian cùng vật chất cho nên thạch vũ lấy ra tới chính là chúng nó ở một đoạn thời gian nội sở phóng thích năng lượng, sau đó đem cổ lực lượng này trực tiếp thêm đi vào. Mà căn cứ vào điểm này, những cái đó giảm bớt, thời gian chi lực liền cũng không phải trực tiếp rút ra chư thiên vạn giới thượng. Vẫn là thời gian căn nguyên thời gian chi lực mới vừa một chút phóng, liền trực tiếp bị lấy đi rồi. Mà bởi vì thời gian không hoàn toàn, vô pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới, cho nên chư thiên vạn giới sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng hiệu quả sao? Đó chính là một cái không biết nên như thế nào tính toán trị số rốt cuộc thạch vũ chính mình cũng không biết chính mình rút ra chính là nào một cái tuyến thượng thời gian chẳng qua này lại có thể cho người ta một loại an ủi đây là năng lượng bản chất hắn không phải đơn thuần dựa vào thời gian cũng chính là cái gọi là thời gian gia tốc cũng không phải mặt khác cái gì hắn có thuộc về chính mình tính toán ở sau khi đột phá thạch vũ vốn dĩ tưởng trực tiếp trở về bất quá suy xét một chút trở về liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận tự hỏi trong khoảng thời gian này hắn đều mau quên chính mình tu luyện trừ bỏ vì biến cường ở ngoài vẫn là vì hưởng thụ rốt cuộc có năng lực nhìn đến thích muốn hoàn toàn có thể chính mình đi đoạt lấy thật tốt một sự kiện mà hiện tại vẫn luôn theo đuổi lực lượng hắn đều mau quên mất chính mình theo đuổi lực lượng bản chất cho nên nói hắn quyết định chân chính đi lãng một vòng nhìn một cái thế giới này có hay không cái gì hảo ngoạn sau đó hắn ngôn linh lấy khí vận đồng thời bắt đầu phát lực thực mau một cái hảo ngoạn sự tình xuất hiện ở trước mắt hắn ai da ai da liền ở hắn không xa trước đột nhiên một đạo già nua thanh âm bắt đầu rồi khóc thúc thiết đương nhiên hắn cái này cảnh giới gần nghe xong thanh âm liền biết người này khẳng định không phải cái gì người tốt đương nhiên cái này tốt xấu là hắn tự mình tiêu chuẩn bất quá hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình hẳn là không có quá vượt qua phổ la đại chúng nhận tri cho nên hắn cảm thấy là người xấu người trong tình huống bình thường sẽ không có người cảm thấy là người tốt quả nhiên ở tâm lý nghe theo đám đông hạ một đám người trực tiếp liền vây quanh đi lên mà đồng dạng nơi này tin tức cũng bị tin nóng ra tới thực thường thấy cũng thực làm người nén giận sự ăn vạ hắn cũng không nghĩ tới không xuyên qua trước hắn ở trên địa cầu ngây người như vậy nhiều năm lại không đụng tới một lần kết quả lần này lại đây liền vừa vặn đụng phải mà vừa lúc hắn cũng có chút tò mò này ăn vạ rốt cuộc là như thế nào chạm vào tuy rằng đứng ở chỗ này liền có thể xem đến rõ ràng nhưng là có một số việc quan trọng nhất kỳ thật chính là một cái không khí. Theo hắn tới gần, đám người thực tự giác cho hắn phân ra một cái nói. Đương nhiên, có phải hay không bọn họ thật sự cao thượng, đơn thuần là Thạch Vũ chính mình động tay chân thôi. Chờ vị trí trạm hảo lúc sau, Thạch Vũ tiêu tán một ít cái này cùng loại với chống lại quan hoàng lực lượng, đại khái bảo trì, không thể tới gần nó 10cm tả hữu. Rốt cuộc, vẫn là câu nói kia, nếu phân đến quá tán, kia cổ không khí liền không có, mà nếu dựa đến thân cận quá, hắn cũng không thích. Rốt cuộc, hiện tại hắn như thế nào nói cũng là một cái nhẹ nhàng sáng tạo vũ trụ cấp bậc sáng thế thần cùng người khác tể ở bên nhau xem náo nhiệt tổng cảm thấy có điểm mất mặt tuy rằng hắn như bây giờ làm kỳ thật cũng rất mất mặt nhưng dù sao không ai nhìn đến chỉ cần chính mình trong lòng sẽ không sinh ra kháng cự là được mà tình huống cũng là phi thường xuất sắc không thẹn với ngôn linh cho hơi vào vận song trọng bút sở làm ra tới sự thật sự phi thường xuất sắc biến đổi bất ngờ tiểu tử người lái xe đụng vào ta không cái năm vạn khởi không tới đại gia ngươi mở mắt ra thấy rõ ràng một chút, ta cưỡi cái gì xe? A, à, tiểu tử, ngươi cho rằng đại gia ta già cả mắt mờ sao? 11 lộ xe buýt, ta nhìn rõ ràng. Thao. Lão Đông Tây, ngươi tìm chết có phải hay không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi chuột đuôi nước, ta chỉ là một cái 78 tuổi lão đồng chí. Di, ngươi cũng là mã sư phó học sinh. Tại hạ bất tài, nãy mã sư phó làm hạ 13 thái bảo chi, cậu thái bảo, không biết tiểu huynh đệ danh gọi gì vĩ, lại cùng mã sư phó có gì liên lụy, Ta nãy mã sư phó làm hạ hữu hộ pháp, hộ mã hộ pháp là cũng. Thế nhưng không nghĩ ta chờ lại là đồng môn, vừa rồi nhiều có mạo phạm. Đồng môn sư huynh đệ, đâu ra mạo phạm. Nhìn đến nơi này, thạch vũ đều cho rằng kết thúc. Kết quả. Lại là như thế, khi hộ mã hộ pháp, đem tiền kết một chút. Giờ khắc này, thạch hạo đột nhiên cảm thấy, này đó lẫn nhau biến chuyển, thật sự một chút xem kính đều không có. Đương nhiên, này cũng không phải không có thu hoạch, tỉ như nói, ta đã biết một cái họ mã đại sư tuy rằng hắn không biết vị này mã đại sư cùng chính mình trong ấn tượng vị kia mã đại sư có phải hay không đồng loại hình tồn tại bất quá hắn cũng hiểu được hắn đồ đệ thật đúng là đủ sáo. trở lên đều chỉ có thể xem như một ít nhạc đệm mà thế giới này cũng không phải một cái đơn thuần bình thường thế giới hắn loại này cảnh giới mặc dù không đi chuyên môn xem xét điều tra thế giới này cơ sở tin tức cũng toàn bộ hướng hắn trong thân thể toản mà theo đại lượng cơ sở tin tức thế giới này hệ thống hoặc là nói dấu ở bình thường thế giới hạ không bình thường thế giới, cũng thực tự động xuất hiện ở trong mắt hắn. Đây là một cái tương đối thường quy linh khí sống lại thế giới, đương nhiên, hắn cũng có không thường quy địa phương. Đó chính là, linh khí sống lại ngọn nguồn, cũng không phải thế giới bản thân, mà là một cái thiên đạo khống chế giả. Cũng chính là ẩn với phía sau màn, thúc đẩy thế giới gần người cái loại này. Dựa vào chúng sinh tinh thần lương thực, dùng để làm nguyên thủy đẩy mạnh lực lượng, sau đó bắt đầu tốt tuần hoàn một loại. Hơn nữa, thế giới này thật đúng là cùng một ít thế giới tương liên, mà chỉ cần thao tác hảo, kia thật là lừa gạt chúng sinh tiết tấu. Bất quá này hết thảy, đều chỉ có thể xem như nguyên bản tương lai, cũng chính là, thạch vũ không can thiệp dưới tình huống. Thế giới này, chính là một cái thực hảo ngoạn món đồ chơi, như thế nào khả năng không nhúng tay. Chương 433, như thế nào là qua đi. Mado, một căn biệt thự nội, một cái diện mạo anh tuấn thanh niên, từ máy tính ghế lên, cũng tùy tay đóng cửa máy tính. Thế giới này, cùng ta trước kia sinh hoạt thế giới kia, tuy rằng đại thể tương đồng, nhưng cũng có rất nhỏ khác biệt. Mà mục tiêu của ta, liền có thể từ những cái đó bất đồng chung, lựa chọn một cái. Như là nghĩ tới cái gì, cuối cùng, lời nói đều còn chưa nói xong, hắn liền đi rồi. Mà ở người này rời đi này đóng đại biệt thử lúc sau không lâu, cách hắn vừa rồi nơi vị trí cách đó không xa không gian, xuất hiện một đạo cái khe, thạch vũ trực tiếp từ giữa đi ra. Đương nhiên, giờ phút này hắn không phải cao thâm khó đoán phía sau màn độc thủ, mà là một cái hùng hùng hổ hổ tên côn đồ cái này tiểu tạp mau nói chuyện không nói rõ ràng thân thể lại có mặt khác lực lượng tương hộ liền trực tiếp xem xét ý tưởng đều không có khả năng giờ phút này thạch vũ thật sự có điểm khó chịu hảo hảo phía sau màn đại vai ác kịch bản kết quả bởi vì tiểu tử này thạch vũ căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì này liền sẽ xuất hiện một cái tình huống nếu không thời thời khắc khắc quan sát liền rất dễ dàng làm phía trước bố trí lãng phí mà thời khắc quan sát ở hiểu biết tin tức thời điểm thạch vũ cũng sẽ theo bản năng đổi mới bố trí đây là hắn một loại cưỡng bách chứng ngoại tại biểu hiện nhưng hiện tại cái này tình huống ở cái này địa phương xuất hiện liền sẽ có vẻ quá lãng phí thời gian hắn là tới chơi trò chơi mà không phải trò chơi chơi hắn cho nên nói vì trò chơi thỏa hiệp cái gì cơ bản là không có khả năng nếu thật sự thỏa hiệp hoặc thật sự quá hảo chơi hoặc sau lưng cất giấu mặt khác tin tức liền tỷ như nói đại la cấp bậc cường giả cùng những cái đó tác giả đại la sở dĩ sẽ kết cục chính là ham tác giả cái kia quyền lợi từ này liền không khó coi ra, chỉ cần chỗ tốt đủ đại, mặc kệ ngươi rất cường đại, đều không thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Mà hiện tại hắn, càng đừng nói nữa. Thạch Vũ cũng không rối rắm bao lâu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, chính mình vì cái gì còn muốn lấy người tư tưởng tới tự hỏi vấn đề. Lấy hắn hiện tại năng lực, mặc dù không đi chú ý một người, chỉ cần muốn biết hắn tin tức, còn không phải vô cùng đơn giản sự. Trước không nói thường quy tiểu thuyết thế giới, cái gọi là quan trắc thời gian sông dài, cũng hoặc là suy tính vô hạn tương lai chỉ cần là hiện tại trong tay hắn liền có không ngừng một loại thủ đoạn có thể nhẹ nhàng theo dõi hơn nữa sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở dùng bất diệt vật chất trực tiếp quan trắc sáng tạo một cái mặt khác ta trực tiếp còn đâu hắn trong cơ thể cùng với hắn gần nhất phát hiện trực tiếp xem xét năng lượng dấu vết năng lượng là một loại đem thời gian loại này vô hình lực thay đổi thành hữu hình biến hóa quá trình nói cách khác nó có thể nghịch đẩy cái này quá trình được đến hoàng mỹ vô khuyết tin tức này thậm chí so trực tiếp quan trắc thời gian sông dài càng thêm chuẩn xác hoàng mỹ nhất quan trắc thủ đoạn chính là quan trắc thời gian tuyến mà thời gian tuyến là duy nhất chỉ cho phép chính mình một người cho nên xem đều không thể xem mà cho phép quan kháng chính là thân thể cùng thân thể sinh ra tiếp xúc kia một cái điểm mỗi người có một cây tuyến dùng này đó tuyến tạo thành một trương võng tuyến chính là thời gian tuyến mà võng chính là thời gian sông dài cho phép quan trắc vĩnh viễn là trên mạng cái kia tiết điểm mà không thể là võng trung tuyến đây cũng là vì cái gì ký lục thời gian, không phải đơn thuần thời gian, mà là một sự kiện. Liền tỷ như nói, hồng hoang thế giới mấy cái thông dụng thời gian giai đoạn. Hung thú lượng kiếp, phong thần lượng kiếp. Không phải đơn thuần thời gian, mà là một loại đại giai đoạn. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái này tình huống, đơn giản điểm giải thích, loại này cái gọi là lượng kiếp, là một cái đề cập chư thiên vạn giới sự. So sánh một chút, chúng ta đem một trương võng, đánh một cái đại kiếp nạn. Chính là đem võng xem thành một cái trường tuyến, sau đó dùng này căng tuyến, đánh một cái tiểu kết cái này tiểu kết, chính là chính là vô lượng lượng kiếp. Ở cái này thời gian đoạn, toàn bộ thời gian sông dài, đều sụp xuống thành một chút. Cái gọi là đếm hết thời gian, ở ngay lúc này, căn bản không có ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì, thay đổi, đều dùng này đó tên, mà không phải đơn thuần thế giới. Làm lại vòng trở về, thời gian quan trắc, kỳ thật chính là quan trắc một đám tiết điểm, cũng chính là chuyện xưa thế giới, dù sao không có khả năng bình tĩnh. Nhưng là, trên thế giới rất nhiều đồ vật, hắn đều là từ trong bình tĩnh, biến thành không bình tĩnh. Chỉ có thể quan sát tiết điểm, cũng chỉ có thể quan sát tiết điểm. Này liền tương đương với, ngươi chỉ phải tới rồi một đáp án, lại không biết quá trình, mà vấn đề là, ngươi muốn giải đáp chính là toán học đề. Hoàng Mỹ Thế Giới, Xích Vương ở thời gian sông dài trung làm loạn, sau đó, hắn đột nhiên biết được, chính mình trong tương lai, sẽ bị người chém chết. Cho nên, hắn bắt đầu ở thời gian sông dài trung, thư sát có khả năng có thể chém chết hắn người kia. Sau đó, hắn chọc tới Thạch Hạo, ở chính mình lột xác còn chưa hoàn thành là lúc bị hắn ăn. Một cái khác ví dụ, hồng hoang thời kỳ thánh nhân bắt đầu suy đoán tình báo, đột nhiên bọn họ biết được, tương lai chính mình đại giáo, gặp phải một lần đại kiếp nạn. Cho nên, bọn họ tâm tình không tốt. Lúc ấy, Hạo Thiên tổ chức giao trì thịnh hội, ăn mừng giao trì sinh nhật. Vốn dĩ chỉ là cấp Hạo Thiên vài phần mặt mũi, kết quả tới lúc sau, mới biết được là cho một nữ nhân ăn mừng. Bọn họ khó chịu, trực tiếp ly tịch. Cuối cùng, hạo thiên chịu không nổi cái này đã kích đi tố cáo lão sư sau đó phong thần lượng kiếp tới từ nơi này liền không khó coi ra được đến kết quả là không có bao lớn tác dụng bởi vì không biết quá trình dưới tình huống mặc kệ ngươi làm cái gì đều có khả năng sẽ làm sự kiện trước tiên bùng nổ nếu ngươi cái gì đều không làm như vậy sự kiện tất nhiên bùng nổ mà đồng dạng nếu ngươi biết quá trình cùng kết quả cũng chính là một việc ngọn nguồn muốn thay đổi hắn có phải hay không đơn giản nhiều nhưng là này khả năng sao đây là không có khả năng thời gian là không tồn tại quá khứ bởi vì ngươi nhận tri quá khứ chẳng qua là quá khứ hiện tại mà thôi từ thời gian bắt đầu lưu động kia một khắc bắt đầu làm vật xuất hiện kia một khắc bắt đầu ở thời gian lực lượng ăn mòn kia một khắc bắt đầu cái gọi là cố định sớm đã hóa thành vô hạn trên thế giới là không có cái gọi là song song thế giới sở dĩ từ lý luận thường có thể xuất hiện một loại bởi vì ngươi một cái ý tưởng mà thay đổi mà xuất hiện một cái thế giới Loại này nhận tri là sai lầm, kia không phải bởi vì ngươi ý tưởng mà sinh ra thế giới này, mà là bởi vì sinh ra thế giới này trung lượng biến đổi, vừa lúc là suy nghĩ của ngươi mà thôi. Ở vô hạn cái thế giới, khẳng định sẽ có một cái cùng hiện tại thế giới gần như giống nhau, trừ bỏ, ở hôm nay giờ này khắc này, quá đường cái khi, thế giới này ta lựa chọn hướng tả, một thế giới khác ta lựa chọn tương hữu. Cho nên nói, đơn thuần quá khứ là không có khả năng tồn tại. Nhưng là, chúng ta lại có thể dựa vào hắn tồn tại quá dấu vết cùng với mặt khác một loạt tình huống, nghịch hướng suy đoán ra lý luận thượng tồn tại hắn. Chỉ cần tồn tại quá, như vậy lý luận thượng đều tồn tại. Lý luận, bao hàm quá khứ hiện tại tương lai, chỉ cần xuất hiện quá, vậy đều có thể xem như lý luận thượng. Mà thời gian là nguyên thủy tốc độ, bất diệt vật chất là hành tẩu tốc độ. Hai người kết hợp, cũng hoàn thành một cái tuần hoàn sau, chính là năng lượng. Như vậy, năng lượng trừ lấy hành tẩu tốc độ, còn không phải là nguyên thủy tốc độ. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chân thật càng thêm phức tạp, bất quá, chỉ cần lý luận đi được thông, vậy được rồi. Chương 434, làm sự. Đây là vì cái gì, Thạch Vũ được đến bất diệt vật lúc sau, như cũng muốn làm đến năng lượng nguyên nhân. Chỉ có hai người phối hợp, mới là chân chính bút. Mà liền ở Thạch Vũ, bắt đầu thiết theo dõi thời điểm. Thế giới này vai chính, Đỗ Vân, Đỗ Đại Thiếu, cũng bắt đầu rồi kế hoạch của hắn. Hắn hệ thống, là một cái rất ngư bức, không phải thường quy hấp thu sợ hãi hoặc là kinh ngạc, mà là cảm xúc đơn giản điểm tới giản, chỉ cần hắn có thể làm mọi người sinh ra cảm xúc, lại có thể cuồn cuộn không ngừng được đến một loại cao đẳng năng lượng. Loại này năng lượng, bị hắn hệ thống gọi vì thiên đạo giá trị, mà hắn hệ thống, tự nhiên chính là cái gọi là thiên đạo. Đương nhiên, đây là một cái nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự. Mà hiện tại, hắn chính là muốn đi sáng tạo ra nó để một kiện tác phẩm. Kiếp trước hắn, tuy rằng không phải cái gì ngư bức nhân vật, nhưng cũng biết, ở trong thế giới này, dễ dàng nhất khiến cho cảm xúc, chính là tò mò mà ở tuần tra thế giới này tình báo sau, hắn trước tiên, liền nghĩ tới, yêu cầu làm ra một cái tên tuổi, một cái cùng loại với quái vật hồ lót nét linh tinh tên tuổi. Sau đó hấp thu toàn thế giới lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, mấy thứ này, đều là có cực hạn tính, bất quá hắn cũng chỉ yêu cầu một cái mới bắt đầu tài chính thôi. Cuối cùng, lại suy xét đến mới bắt đầu giá trị, hắn từ bỏ cùng loại với quái vật hồ lót nét linh tinh địa vực tính tò mò, mà đem ánh mắt chuyển dời đến, bản thân liền tự mang lưu lượng minh tinh trên người đơn giản điểm tới nói còn muốn làm sự sau đó lại mượn minh tinh thân phận đem chuyện này nháy mắt nháo đại đến lúc đó kia bạo trướng thiên đạo giá trị chính là hắn dùng để thăng cấp thế giới mới bắt đầu tài chính mà liền ở hắn bắt đầu thiết kế cốt truyện thời điểm hắn hết thảy ý tưởng cũng toàn bộ rơi xuống thạch vũ trong mắt liền ở hắn chuẩn bị như thế nào tự hỏi nên như thế nào chơi thời điểm trước kia xem tiểu thuyết khi trong lòng ra đời một cái ý tưởng một lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc thời gian quá thật sự mau Đặc biệt là mấy ngày nay, toàn dân thần tượng, triệu xinh đẹp đóng phim sự cố, càng là bá bản toàn bộ internet vài thiên. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng, thần tượng thành kiếm tiên, càng là đem chuyện này đẩy đến một cái tân đỉnh. Mà internet bình dịch cùng cá mạng cùng với rạch nam nhóm, càng là ở bất luận cái gì một cái có thể giao lưu địa phương, để lại chính mình dấu vết. Có cái rất hỏa tai ba nội. Ta thảo, thế giới này thật sự có thần tiên, chúng ta đây có phải hay không có thể trở thành tiên nhân? tiên nhân, nằm mơ đi, ngươi, nhiều nhất là cái người hầu. Cũng không biết là cái gì cảnh giới, là luyện khí, vẫn là tu võ. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, phía chính phủ cũng không cho cái cách nói. Loại này cảnh tượng, cũng là Internet hiện tại trạng huống. Mà liền ở ngay lúc này, một cái tên gọi ta muốn tu tiên, phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên mở ra. Đương nhiên, hiện tại hoàn cảnh, toàn bộ Internet đều phi thường phức tạp, cái này phòng phát sóng trực tiếp, căn bản không có người nhìn đến, liền tính thấy được, cũng sẽ không có người để ý. Thẳng đến. Ha 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 ha. Thế giới này thật sự có siêu phàm chi lực, ta đây thạch vũ, chắc chắn dập nát chư thiên, trấn áp luân hồi. Có ăn dư quần chúng nhìn đến này phòng phát sóng trực tiếp chủ bá nói ra như thế trung nhị nói, vừa định triệu ra bản thân võ hồn, triển khai một hồi bàn phím đại chiến, liền nghe được bên trong lại truyền ra tân thanh âm. Tuy rằng không biết là ai, làm ta thấy được siêu phàm khả năng, nhưng ta vũ trụ đại đế, là cái có một nói một người, từ nay về sau, ta thiếu hắn một ân tình. Hảo, nói chuyện phím cũng liền kết thúc, bổn tọa muốn bắt đầu làm chính sự. Người cả đời này, thân thể quan trọng nhất, cho nên tu luyện đệ một cái đại cấp bậc, tất nhiên là tu luyện thân thể. Mà thân thể lại phân nội ngoại, nội có ngũ tạng, đối ứng ngũ hành, ngoại có thân thể, coi là da thịt cốt. Căn cứ lớn nhỏ cùng tầm quan trọng, cùng với liên hệ tính, luyện thể đại cấp bậc sẽ xuất hiện ba cái đại cảnh giới, luyện da, rèn cốt, cùng với cuối cùng cường hóa huyết mạch. Mà đệ một cái cảnh giới, chính là luyện da mà luyện gia cũng không phải đấm đánh đập tuy rằng cũng sẽ gia tăng da thịt phòng ngự cứng cỏi nhưng đây là chết không thích hợp người sống là dùng người sống là dùng làn da hấp thu năng lượng dùng để gia tăng làn da lực phòng ngự luyện gia đại thành lúc sau liền tương đương với thân xuyên một thân áo giáp cùng người tranh đấu mọi việc đều thuận lợi những cái đó tiên hiệp tiểu thuyết chung các tiên nhân sở dĩ là tiên nhân đó là bởi vì bọn họ có thể hấp thu linh khí mà cái gọi là linh khí bất quá là tự nhiên năng lượng cao áp suất tụ hợp thể Nói cách khác, mặc kệ là sóng biển đánh sâu vào, hoặc là dòng nước đánh sâu vào, bọn họ đều có thể xem như tự nhiên năng lượng. Sở dĩ linh khí là hết thảy tu luyện căn bản, đó là bởi vì, chỗ linh khí tự nhiên năng lượng, căn bản vô pháp bị hấp thu, chỉ có linh khí có thể hấp thu. Liền tỷ như nói, thủy lực đánh vào, mặc kệ ngươi là đại vẫn là tiểu, chỉ cần chắn hắn trước mặt, đều sẽ bị hắn đẩy ngã. Nếu, có một người, có thể ở trong nước, không chịu đến thủy đẩy mạnh lực lượng, khi hắn hoặc dung nhập thủy, hoặc hấp thu lực, mà này hai loại cũng không thể xem như hấp thu tự nhiên năng lượng một cái là hoàn toàn từ trong cơ thể chảy qua không chịu đến lực cản một cái khác tắt hoàn toàn chính là đem lực cản hấp thu nhưng tự nhiên năng lượng là dòng nước động khi sở phóng xuất ra năng lượng mà không phải hắn lực đánh vào cho nên nói nếu muốn tu luyện không có linh khí dưới tình huống tu luyện để một bước nói tới đây thời điểm không ngừng nhiều ít cái đang xem phát sóng trực tiếp người cổ đều duỗi dài nếu ở bình thường tình huống bình thường thời gian cái này mọi người cũng liền nhìn xem thậm chí có chút bình xịt, còn sẽ đi phun một phun. Nhưng hiện tại, tình huống quá mức mẫn cảm, hơi chút có điểm chỉ số thông minh người đều biết, thế giới này khả năng sẽ phát sinh đại biến. Tuy rằng biết có thể là kẻ lừa đảo, nhưng vạn nhất đâu? Chẳng sợ chỉ có khả năng, bọn họ cũng yêu cầu xác nhận một chút. Huống chi là không tiêu hao bất luận cái gì, liền có thể xác nhận. Thạch Vũ cảm giác thời gian tạp không sai biệt lắm, cũng tung ra cuối cùng biện pháp. Không sai, cái này làm phát sóng trực tiếp người, chính là Thạch Vũ bản nhân. Mấy ngày trước, xác nhận Đỗ Vân chuẩn bị mở ra linh khí sống lại khi, hắn liền có như thế một cái kế hoạch, một cái trở thành thế giới này đạo tổ kế hoạch. Rốt cuộc, này thật sự đỉnh hảo ngoạn. Cho nên, vì làm chính mình chơi đến càng tận hứng, hắn còn cố ý đi điều tra một phen, sau đó suy nghĩ một đại đoạn thời gian, dựa vào chính mình kiến thức, mới sáng tạo ra như thế một bộ không cần linh khí tu luyện hệ thống. Ở hiện tại hắn xem ra, cái gọi là linh khí, chính là một làm thành thị thành lập hoàn thành sau còn sót lại tài liệu, vô chủ còn sót lại tài liệu lúc này, chỉ cần ngươi nhanh tay đầu óc chuyển cũng mau, như vậy liền có thể đem này đó tài liệu bối hồi chính mình ra, trang hoàng chính mình phòng ở. Cái gọi là thiên phú, chính là sức lực lớn nhỏ, sức lực đại bối nhiều, sức lực tiểu nhân bối đến thiếu. Đến nỗi ngộ tính, tài liệu chồng chất đến ra cái này đoạn đường, có rất nhiều tới phương thức, có chút sắp có chút chậm, người bình thường thường đi chính là nhất bình quân kia một cái, nhưng không quy định không thể lựa chọn càng gần lộ, xa hơn lộ. Đây là ngộ tính mạnh yếu, quyết định ngươi lựa chọn con đường mà Thạch Vũ sáng tạo con đường này, là hắn lâm thời làm ra tới. Dùng vừa rồi cái kia ví dụ, thế giới này không có linh khí, nhưng ta có thể đi hủy đi những cái đó tu hảo lâu A à Linh Tinh. Chương 435, Trạng Huống Không sai, Thạch Vũ này bộ tu luyện hệ thống căn bản, chính là đại lượng cắn nuốt thế giới hiện thực tồn tại vật chất, sau đó chuyển hóa ra hoặc là nói tinh luyện ra cùng loại với linh khí vật chất, cuối cùng, tự nhiên là hấp thu. Nhưng là, năng lượng thủ hàng, vật chất tự nhiên cũng là như thế. Mà phía trước cũng nói, Linh khí linh tinh thuộc về cao năng lượng, hắn cùng vật chất chuyển hóa so, tự nhiên cũng không phải đơn thuần một, một. Trải qua thạch vũ phức tạp tính toán, một cân thủy, đại khái có thể chuyển hóa ra một sợi linh khí. Mà một sợi linh khí, không sai biệt lắm chính là người thường, cũng chính là khi vũ giả thiết luyện gia cảnh giới, một ngày sở cần. Đương nhiên, đây là hắn ra tay tình huống, bởi vì hắn tự thân liền có hai cái vật chất nhất cơ sở tạo thành bộ phận, cho nên có thể làm được gần như 100% chuyển hóa. Nhưng người thường có thể có cái một, đều tính tốt. Tựa như ngọn lửa chuyển hóa thành điện giống nhau, nó sẽ tạo thành cường đại tổn thất, mà này đó tổn thất, từ bản chất tới giản, chẳng qua là một lần nữa biến trở về hai loại cơ sở, cũng không có ở tổng thể thường, gia tăng cùng giảm bớt. Cho nên, đây là nhân thao tác, là lý luận thường, hợp pháp hủy diệt thế giới thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn hủy diệt thế giới, hơn nữa, thế giới cũng không phải như vậy dễ dàng hủy diệt. Tựa như trước kia hắn sinh hoạt thế giới hiện thực, nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật lúc sau, liền cho rằng chính mình phi thường ngưu bê, có được dễ dàng hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng hiểu đều hiểu. Nhân loại, có được diệt sạch nhân loại khả năng, nhưng khoảng cách hủy diệt thế giới, còn kém xa lắm đâu. Mà đây cũng là một đạo lý, trước không nói thế giới không có lúc nào là không ở rút ra vật chất, phản hồi vật chất, liền chỉ cần hiện có, cũng đủ toàn bộ nhân loại tộc đàn, tiêu hao cái mấy trăm năm. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất, thế giới này vai chính, phải đi thế giới tấn chức chi lộ, kia tất nhiên sẽ gia tăng thế giới thể lượng chỉ cần phát triển rất nhanh, như vậy đây là hoàng mỹ nhất công pháp, cũng là nhất thích ứng thủ đoạn. Đương nhiên, chậm, không nói vật cạnh thiên trạch, bất luận cái gì tăng lên, đều là đi ngược dòng nước. Dừng chân tại chỗ, gặp phải không phải đơn thuần kẻ tới sau truy kích, còn có thế giới bản thân đẩy mạnh lực lượng. Đi tới thời điểm, hai phân lực, có thể đi một bước lộ. Lui về phía sau thời điểm, một phân lực, liền có thể đi hai bước. Trong đó trên lệch, đạo lý, rất đơn giản. Mà tình huống cùng thạch vũ tưởng không sai biệt lắm, bởi vì lúc ấy tình huống quá mức đặc thù mặc dù hắn chỉ là một người bình thường cũng nháy mắt hỏa biến toàn bộ internet nguyên nhân chủ yếu hắn cuối cùng công bố phương pháp tu luyện đã bị chứng thực có thể tăng cường thân thể sau đó chính là các loại ngư bức danh hiệu cái gì thiên thần hạ phàm nhân gian đến thánh dù sao như thế nào ngư bức như thế nào tới mà trong đó để cho võng hữu tán đồng một cái danh hiệu chính là đương đại võ tổ rốt cuộc thế giới này là có tiểu thuyết hệ thống thậm chí thực phồn hoa mà hồng hoang tiểu thuyết lưu tự nhiên cũng là có được. Mà Thạch Vũ ngay lúc đó hành vi, cùng Hồng quân thao tác, không mưu mà hợp. Duy nhất khác nhau, một cái giáo chính là tinh anh, một cái giáo chính là mọi người. Cũng là nguyên nhân này, mới có nhân gian đến thánh xưng hô. Đương nhiên, có hảo tự nhiên có hư. Nhìn đến hắn như thế nổi danh, một ít chức nghiệp bình xịt, tự nhiên cũng hạ miệng. Rốt cuộc, trước không nói mặt sau có người đẩy, liền tính không có, không bức bức hai câu, không biết xấu hổ nói chính mình là bình xịt sao. Đương nhiên, còn có âm mưu luận giả, cùng với nhỏ nhất chúng trào phúng luận giả. Âm mưu luận chính là tỏ vẻ Thạch Vũ là phía sau màn độc thủ, hơn nữa, này từ mơ giờ còn rất có thị trường. Đến nỗi cuối cùng trào phúng, chính là có người lớn mật suy đoán, Thạch Vũ bất quá cũng là một cái bình thường người tu luyện, sau đó đem hắn công pháp cấp thổi thành chính mình sáng tác. Này một cái, là sở hữu thảo luận chung, bị trào phúng nhất thảm một cái. Mặc kệ là chính diện vẫn là phản diện, đều ở trào phúng. Chính diện không cần phải nói Âm mưu luận kỳ thật chính là bằng đại ác ý tới suy đoán người khác. Sở dĩ cái này hỏa có thể hỏa, rất đơn giản một đạo lý. Một người trên dưới hạng, giả thiết vì một một trăm, người thường năm mươi, cũng có thể xem như tiêu chuẩn. Mà những cái đó có thể là một ít khả năng cho phép chuyện tốt người, liền tương đương với bảy tám chục. Đem những cái đó tên côn đồ, khi dễ người thường cái loại này, không phải chạy đến nhà người khác cái loại này hoàng mau lưu manh, đại khái chỉ có ba bốn mươi. Mà âm mưu luận, chính là đem mỗi người đều tưởng tượng thành một, Hạ tuyến vì một cái kia một. Lấy như vậy thì giác quan sát người khác, mặc kệ người khác tưởng đối với người làm ra bất luận cái gì tà ác sự, người đều đã có chuẩn bị. Đây là âm mưu luận. Cho nên, ở âm mưu luận trong mắt, nếu thạch vũ là được đến kỳ ngộ hảo tâm người, tất nhiên sẽ thành thành thật thật trộn luyện. Đến nỗi có môn phái linh tinh, kia càng là sẽ không công bố. Đến nỗi chăng thả chúng sinh tao thao tác, kia chỉ có thể nói một câu ngốc bức. Nếu không có 100% nắm chắc, hạn cuối vì một người, là căn bản sẽ không đi làm rốt cuộc hại người ít ta chính là bọn họ phải làm hại người mà chẳng ít ta sự bọn họ cũng muốn làm nhưng là tổn hại mình mà lợi cho người sự chỉ cần là cá nhân có điểm đầu óc giống nhau đều sẽ không làm mà tổn hại mình bất lợi người người thường khả năng sẽ làm ra loại này thao tác nhưng hiểu được đều hiểu đặc biệt là vài ngày sau một việc phát sinh càng là đem cái này khả năng đánh dấu thành không có khả năng thế giới này là không có ngốc tử ngươi sở dĩ cảm thấy người khác là ngốc tử hoặc là người khác muốn cho ngươi cảm thấy hắn là ngốc tử hoặc chính là ngươi căn bản vô pháp lý giải người khác suy nghĩ cái gì cho nên sinh ra một loại người khác là ngốc tử ảo giác thạch vũ công bố không đơn giản là phương pháp tu luyện còn có tu luyện lý luận này liền cùng toán học không sai biệt lắm thạch vũ chẳng những dạy công thức còn làm một cái luyện tập đề chính là thực tiễn vận dụng một chút người thường chỉ cần nghiêm túc đều có thể lý giải nhưng là người thông minh hơn nữa là nghiêm túc thả lý giải năng lực phi thường cường cái loại này cơ bản liền có thể coi đây là trung tâm, suy đoán ra mặt khác. Lấy tuyệt địa cầu sinh vì lệ, hiện thực bản tuyết địa. Người bình thường, giảng đều là đi vào nhặt trang bị, tranh thủ cuối cùng cậu đến đệ nhất. Mà những cái đó lý giải năng lực siêu cường, khả năng đã sớm nhảy dù, nhảy ra lúc ban đầu bao phủ phạm vi. Đơn giản điểm tới nói, các ngươi chạy trốn, ta cầu sinh, hoang dã cầu sinh cầu sinh. Đương nhiên, bên ngoài khẳng định là có nha, rốt cuộc đây là thế giới hiện thực, nhưng có thể dùng dù để nhảy phiêu A. Đây là hai người khác nhau, cũng là phân chia người thường nhất lộ rõ thủ đoạn. Đến nỗi cái gọi là tài trí bình thường, tự nhiên chính là cùng lý giải cường đại người thông minh tương phản tồn tại. Mà đem sở hữu hết thảy liền lên, sở dĩ sẽ có tài trí bình thường loại này hình dung, đó là bởi vì hắn đối tân sự vật lý giải quá mức thông thả. Mà người lại không phải chân chính độc lập, hắn sẽ có giao lưu, có xung đột. Ngươi thật sự là người thông minh, ngươi cũng đi ra chính mình hoa hòe loè loẹt, nhưng nhân gia một quyền xuống dưới, mặc kệ ngươi sự sướng ra cái gì tuyệt thế danh khúc, vẫn là họa ra cái gì thiên cổ danh họa, ngươi cũng chỉ có bị người chùi y đến chết khiếp. Này liền cùng ngay lúc đó thiên triều tình huống tương tự, đi ra chính mình văn minh, nhưng quên tăng lên chính mình vũ lực. Mà người khác không cần chính mình văn minh, nàng chỉ cần vũ lực, cùng sử dụng chính mình vũ lực, phá hủy văn minh so với chính mình phồn vinh, khi chính mình còn không phải là nhất phồn vinh văn minh sao. Đây là, vì cái gì không có một cái ngốc tử, nhưng lại có tài trí bình thường nguyên nhân. Ngươi thật sự không ngốc, nhưng liên quan gì ta, chỉ cần ta so ngươi cường là được chương 436, cái gọi là Mà vòng trở về, ở Thạch Vũ đem công thức cùng bài tập đều cấp nói ra, tự nhiên sẽ có người thông minh, đi tự mình nếm thử. Còn muốn nếm thử, vậy phải tiến hành thâm tầng lý giải, ít nhất muốn làm hiểu nguyên lý. Đương nhiên, tu luyện hệ thống nguyên lý, như thế nào có thể là như vậy dễ dàng làm hiểu. Nhưng, đó là không có bản mẫu tình huống, nếu có bản mẫu, này liền tương đương với trước cấp công thức cùng bài tập, lại đem cuối cùng đáp án lấy ra tới, nghịch đẩy quá trình này liền không hề là tuyệt đối, thậm chí nói câu khó nghe điểm, chỉ cần có kiên nhẫn, mỗi người đều có thể đem nó giải đọc ra tới. đương nhiên, vẫn là sẽ phân chia ra nhanh chậm, mà nhanh chậm cũng là một loại thiên phú biểu hiện. này không, trên mạng liền có một vị cao tài sinh, hắn kêu lý nghĩa là quan kháng thạch vũ nguyên video người, cũng chính là trước tiên hiểu biết người. ông thử xem cũng không sao tâm thái hạ, hắn cũng nếm thử tu luyện, ở tu luyện thành công sau, ở mừng như điên trạng thái tiêu trừ sau, lý trí trở về trong ốc khi, một cổ mãnh liệt lòng hiếu kỳ tò mò này rốt cuộc là cái gì nguyên lý sau đó nghĩ đến liền làm trải qua một phen chỉ có chính hắn mới hiểu được thả hiểu được tính toán phương pháp sau hắn cũng coi như là đại khái hiểu rõ đây là cái gì nguyên lý khi cái gọi là tu luyện công pháp hoặc nhìn là nhất thể trên thực tế lại là hai cái chủ yếu điểm một cái chính là tinh luyện ra linh khí một cái khác tự nhiên là hấp thu đổi mà nói chi hấp thu linh khí cái kia mới là chân chính tu luyện biện pháp mà phía trước cái kia chính là làm người có thể ở mặt pháp thế giới tu luyện biện pháp sau đó hắn lại kết hợp ban đầu hắn nghe được thạch vũ giảng giải nguyên lý cùng với quan trọng nhất linh quan chợt lóe cũng chính là suy nghĩ không thông thời điểm xoa bối thời điểm ngẩng đầu nhìn đến đèn càng thêm chuẩn xác một chút là điện cùng nhiệt chuyển hóa hoặc là quang sau đó hết thảy hết thảy hắn đều làm đã hiểu nhưng là đáp án lại là làm hắn sợ hãi bởi vì hắn không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không nói ra đi đồng dạng hắn đối với thạch vũ sinh ra một tia mâu thuẫn cảm giác ban đầu hắn thực cảm kích rốt cuộc đây chính là tu luyện biện pháp mặc dù là những cái đó có thể tu luyện thế giới cũng sẽ không có người đem nó truyền ra đi chính là hắn cũng phát hiện đây là một bộ sao ma công còn muốn tà ác võ công là chân chân chính chính nhân đạo công pháp thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ người chi đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa tự mình lý giải thiên cân bằng người cường đại mà hắn cũng không phải cái gì học sinh tiểu học, tự nhiên biết, người bọn họ nhất coi trọng là tự mình ích lợi mà không phải tập thể. Cho nên, mặc dù đem cái này tu luyện công pháp nguy hại nói cho quốc gia, kia cũng là vô pháp thanh trừ. Đương nhiên, khẳng định là có thể lùi lại, nhưng tác dụng không lớn. Rốt cuộc, chân chính thứ tốt rất khó bị diệt sạch. Đặc biệt là thể hội quá lực lượng, cơ bản không ai sẽ tưởng trở về trước kia bộ dáng. Cho nên, kia chỉ có thể là một cái trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, hơn nữa vẫn là một cái giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm thủ đoạn. Cuối cùng, hắn quyết định, đem cái này tin tức công bố đến Internet. Dấu dếm là không có ý nghĩa, sớm hay muộn có một ngày, tin tức này tất cả mọi người sẽ biết. Rốt cuộc, thế giới như thế đại, không có khả năng chỉ có hắn một người nghĩ đến, sở dĩ Internet không có cái gì tin tức truyền ra đi, đó là bởi vì hắn là đệ một cái. Thế giới hết thảy đều là giảng đạo lý, cũng là hợp logic, chỉ cần không khai quải, tốc độ đều sẽ không sai biệt lắm mà hắn là linh quan chợt lóe, nhưng từ bản chất tới giảng, chẳng qua là đem tiến độ, trước tiên mấy ngày. Rốt cuộc, chỉ cần nhiều thí nghiệm một chút, kia che giấu tin tức, rất dễ dàng liền có thể tìm ra. Mà nói cho quốc gia, hắn cơ bản đã có thể đoán được, kia sẽ là cái bộ dáng gì. Bọn họ sẽ kháng cự siêu phàm thời đại tiến đến. Nhưng tựa như ban đầu theo như lời, thể hội quá lực lượng lúc sau, không có người sẽ hy vọng chính mình một lần nữa biến thành người thường. Đạo lý này, mặc dù là lý nghĩa cái này phát hiện thạch vũ công pháp tà ác bản chất người cũng không ngoại lệ cho nên hắn lựa chọn một cái nhất không lý trí thủ đoạn trước tiên đem tin tức công bố đi ra ngoài làm như vậy hoặc nhìn thực ngốc bức chẳng những dễ dàng phạm nhiều người tức giận liền quốc gia cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt còn sẽ có mặt khác một loạt thứ không tốt nhưng là giải linh còn cần hệ linh người chuyện này công bố lúc sau đầu tiên tìm hắn phiền toái đều sẽ đi trước tìm chuyện này ngọn nguồn cũng chính là vị kia hỏa biến thành cái internet võ tổ. Chiến hỏa chỉ cần thiêu qua đi, khi hắn nơi này muốn lại lần nữa bị đốt tới, liền cơ bản không có khả năng. Nói cách khác, hắn hoàn toàn đem chính mình nồi, cấp đẩy đi ra ngoài. Nếu chính mình sẽ không đã chịu bất luận cái gì chỗ hỏng, ha ha sợ cái gà nhi. Mà lúc sau, mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, đều không liên quan hắn cái gì sự. Rốt cuộc, địa cầu còn có thể kiên trì rất lớn một đoạn thời gian, hơn nữa, minh bạch nguyên lý lúc sau, khẳng định liền không ngừng có thể hấp thu thủy, không chuẩn thổ hoặc là kim loại linh tinh đều có thể. Thậm chí, một ít ngoài không gian vật chất cũng không chuẩn có thể. Đến lúc đó, có thể kiên trì thời gian lại sẽ tăng lên một đi nhanh. Cho nên, hiện tại hắn yêu cầu tăng lên thực lực, không chuẩn liền có thể sống đến lúc ấy cũng nói không chừng đâu. Sau đó, Lý Nghĩa đem tin tức vừa nói, cũng phụ thượng một ít chính mình thực nghiệm tình huống, chính mình liền trốn chạy. Tuy rằng đã có bối nồi hiệp, nhưng ban đầu kia một trận hắn vẫn là yêu cầu đỉnh một chút cho nên nên trốn chạy thời điểm nên trốn chạy sau đó tin tức này lại phát hỏa cũng không ra lý nghĩa dự định tuy rằng mọi người đã biết thạch vũ tu luyện phương thức là có vấn đề nhưng là lại cảm thụ một chút từ bắt đầu tu luyện sau liền trở nên càng ngày càng tốt thân thể sau mọi người cũng liền ở trên mạng mắng quan hệ song song danh tỏ vẻ không thể lén tu luyện để tránh đem thế giới làm hư rớt sau đó trên mạng sự tình giải quyết xong lúc sau lo chính mình bắt đầu rồi tu luyện hắn không thèm để ý chính mình ở trên mạng nói có bao nhiêu sao vĩ quan chính mà cơ bản mỗi người đều là loại này hình thức đương nhiên cũng có một ít người làm được chân chính nói được thì làm được bất quá kia thật là số ít đương nhiên này đó là người thường những cái đó thân ở địa vị cao gia hỏa cũng bắt đầu rồi thảo luận bất quá này đó đều không thể ảnh hưởng đến sự kiện nhất trung tâm rốt cuộc ai sẽ để ý một trương trên giấy tự không phải con kiến cũng không phải tế bào là thứ nguyên trên lệch. Mà Thạch Vũ hiện tại lại ở làm cái gì? Hắn tỏ vẻ, đang xem diễn. Mấy ngày trước, lần đầu tiên thiết kế, liền lấy được phi phàm thành công, Đỗ Vân Phi thường cao hứng, đặc biệt là nhìn đến hệ thống giao diện thường, hắn không có lúc nào là không ở gia tăng thiên đạo giá trị, càng là làm hắn nhạc khai. Sau đó, hắn liền cao hứng không đứng dậy. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của hắn, chuyện này, còn có cái một hai ngày. Nhưng mà, một cái không chú ý, mặt khác một sự kiện thảo luận, nháy mắt liền đem chuyện này bộ phận mạnh mẽ kết thúc đỗ vân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa làm ra cái siêu phàm sự kiện kết quả thế giới này liền có người sáng tạo ra tu luyện công pháp ban đầu hắn còn tưởng rằng là thế giới này cái gọi là thế giới làm ra tới sử dụng hệ thống xem xét một phen nhận thế giới này không có siêu phàm lực lượng sau hắn không thể không thừa nhận người nọ đích xác ngư bức nhưng là này tới cũng quá không phải lúc hệ thống có thể hấp thu cần thiết là chính hắn có thể khiến cho. Tuy rằng, chuyện này nguyên nhân gây ra là người nọ kiến thức chính mình làm ra siêu phàm sự kiện sau, sở tìm được linh cảm. Nhưng này hai cái, muốn liên hệ lên, vậy thật sự quá gượng ép, quan trọng nhất, hệ thống cũng không nhận a. Chương 437, giải quyết. Cuối cùng, ở suy xét đến chính mình hiện tại cái này trạng huống, cùng với chính mình lúc sau kế hoạch, thạch vũ cái này ở hắn xem ra rất có tiềm lực người, cần thiết bị hủy rất. Nói cách khác, nếu bị hắn đã nhận ra cái gì thứ không tốt như vậy hắn rất nhiều kế hoạch hiệu quả đều sẽ báo hỏng hơn nữa lại suy xét đến tu luyện công pháp đã phổ cập nhưng tính nguy hiểm rồi lại quá cường cũng cùng kế hoạch của hắn có nhất định mâu thuẫn cho nên nguyên bản hắn còn chuẩn bị tàn một tay tu luyện công pháp cũng muốn lấy ra tới nói cách khác cơ bản không có người có thể cự tuyệt tu luyện dụ hoặc mà muốn tu chân công pháp hữu dụng khi thế giới này lại cần thiết muốn linh khí cho nên hắn còn cần làm sự mà làm sự tài liệu đây là kỳ thật ở nhìn đến nơi này thời điểm Thạch Vũ chính mình đều có điểm mộng bức, sao cái chính mình làm loạn một phen, liền thật sự rối loạn đâu. Thế giới tu chỉnh lực đâu, một chút phản ứng đều không có. Đương nhiên, này không phải là hắn phun tào thôi. Cái gọi là tu chỉnh lực, chính là lịch sử tính tất yếu. Mà Thạch Vũ đại biểu, chính là đơn thuần hiện tại, có được vô hạn khả năng hiện tại, không phải tất nhiên quá khứ, cùng với vô hạn thống nhất tương lai. Tự mình treo chọc một chút lúc sau, Thạch Vũ cũng suy nghĩ một chút, cũng chính là còn kế không tiếp tục chơi đi xuống. Rốt cuộc, kế tiếp chính là nhằm vào âm mưu của chính mình, hắn không xác định chính mình kỹ thuật diễn có thể hay không. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, không có một cái quan trọng nhất, cũng chính là những nại tính. Sinh vật đều có một loại tính tất yếu, hắn sẽ nhân chính mình có được đồ vật, tới thay đổi chính mình thái độ. Một cái khất cái, chân chân chính chính khất cái, hắn cùng một cái phú hào ngụy trang thành khất cái, mặc dù ăn mặc giống nhau rách nát quần áo, cũng sẽ cho người ta một loại rõ ràng khác biệt. Đây là cái gọi là khí chất, cũng không phải cái gọi là khí chất, có lẽ dùng cảm giác hình dung, càng thêm chuẩn xác. Liền tỷ như đế vương uy nghi, cùng người cầm quyền uy nghiêm khẳng định không giống nhau, nhưng cũng sẽ có nhất định tương tự. Mà chúng ta sở dĩ có thể phán đoán ra loại này vô pháp dùng mắt nhìn đến đồ vật, dựa vào chính là cảm giác, hoặc là trực giác. Đương nhiên, này đó kỳ thật đảo không có gì, có thể nhìn ra tới, cũng chính là có được trực giác người, kỳ thật cũng không nhiều. Mà chính yếu, Thạch Vũ không phải muốn đi dùng trực giác xem người, hắn là muốn đi sắm vai kẻ yếu, hơn nữa là cái bừa bãi kẻ yếu. Cái này, hắn thật sự thực chán ghét, có thực lực liền có thực lực, giả dạng làm kẻ yếu linh tinh, nhìn rất ghê tởm. Mà hiện tại, hắn lại muốn chính mình khuyên chính mình làm loại này ghê tởm sự. Này liền tương đương với, vì hảo chơi cùng tò mò tâm, đi ăn cường giống nhau, mặc kệ như thế nào tưởng, đều cảm giác hảo mệt nha. Trang B tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không có như thế quan trọng. Cuối cùng, hắn tự nhiên là cự tuyệt. Bất quá, chỉ là cự tuyệt ngụy trang thành kẻ yếu mà thôi, giải trí thứ này, lòng hiếu kỳ thứ này, vẫn là thúc giục hắn, an bài một cái kế hoạch nếu không nghĩ đương kẻ yếu vậy biến thành cường giả xác nhận ý tưởng lúc sau thạch vũ cũng không có đi làm cái gì rốt cuộc hiện tại chính là đại buổi tối tuy rằng hắn đã sớm không ngủ được bất quá chỉ là có thể không ngủ nhưng không đại biểu hắn sẽ không ngủ hiện tại cái này hắn giữ lại cho mình nghỉ thời gian hắn tự nhiên cũng là tuân thủ người bình thường sinh hoạt cuộc sống hàng ngày hình thức nên ngủ thời điểm tự nhiên đến ngủ có cái gì sự đó là ngày mai mới làm đệ hai thiên sáng sớm thạch vũ trực tiếp liền khai phát sóng trực tiếp hắn quyết định lại trang một đợt bức phòng vừa mở ra bên trong nhân số a kia thật là nhảy tăng trưởng chỉ chốc lát sau liền tiếp cận trăm vạn tuy rằng không có trực tiếp thượng trăm triệu thạch vũ có chút khó chịu bất quá suy nghĩ một chút này một vòng hôm nay mới thứ tư mà thời gian này đại nhân đều đi làm tiểu thí hài cũng đi học lúc này còn có một trăm vạn tả hữu người chờ hắn vẫn là khá tốt nhìn lướt qua kia khó coi lên tiếng thạch vũ cũng không thèm để ý cảnh giới bất đồng thị giác tự nhiên cũng bất đồng, cái rắm A. Thương mại, lại kêu. Lại kêu, lão tử cho các ngươi tu luyện công pháp hoàn toàn báo hỏng. Thạch vũ lại không phải chúng nó ba ba, như thế nào khả năng có thể chịu đựng bọn họ ngôn ngữ nhục mà đâu. Hắn lại không thích BB, cho nên, chỉ có thể táo bạo lão ca làm lại suốt thế. Quả nhiên, thạch vũ dứt lời, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, sở hữu bình luận đều không có, tựa như thời gian bị tạm dừng. Sau đó, liền không có sau đó, mãn bình, đừng nói người, liền phùng phùng cũng chưa nhiều ít. Mà nhìn đến này, Thạch Vũ không phúc hậu cười. Các ngươi này đàn gia hỏa, sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ đem chính mình sáng tạo công pháp giao cho các ngươi đi. An tĩnh ngồi vài phút, mãn bình như cũ không chỉ có chút nào, Thạch Vũ không chút hoang mang chạy ra một cái kinh người chi ngữ. Lời này liền như bom nổ dưới nước, trực tiếp liền đem hải cấp tạc thượng thiên. Ta thảo, ngươi gia hỏa này cái gì ý tứ? Đại ca, này không liên quan chuyện của ta a à? Hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ ở công pháp bên trong để lại cái gì ám tay sao vẫn là xỏ xuyên qua cả đời nói thế giới không có ngốc tử thạch vũ nói tuy rằng nói rất mơ hồ nhưng gần trong nháy mắt não bổ quá nhóm cũng đã ảo tưởng ra một bộ tràn ngập biến chuyển âm mưu đại kịch nếu các ngươi đã đoán được ta đây liền có điểm tò mò là ai cho các ngươi lá gan cho các ngươi dám cùng ta nói như vậy lời nói có phải hay không cho rằng người nhiều ta cũng không dám đem các ngươi như thế nào dùng các ngươi cẩu đầu óc suy nghĩ một chút nếu ta thật sự sợ các ngươi người nhiều ta còn dám lưu lại ám tay sao? Quả nhiên, Thạch Vũ Thạch Vũ cuối cùng một câu nói xong, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp phong cách, nháy mắt đại biến. Lấy lòng, hết sức lấy lòng, thổi phòng, hết sức thổi phòng. Nếu là cái người thường, đã sớm bị thổi đầu óc choáng váng, chỉ tiếc bọn họ gặp Thạch Vũ, hơn nữa là có kế hoạch Thạch Vũ. Bình thường trạng thái, gặp được những việc này, tuy rằng khả năng khiến cho hắn cảm xúc, nhưng cũng sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, mà đặc thù thời kỳ, tự nhiên đến đặc thù xử lý xem ra các ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc ai mới là ba ba đúng 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 chúng ta là nhi tử ngươi là chúng ta mọi người ba ba thấy tình huống không sai biệt lắm thạch vũ cũng bắt đầu rồi chính mình chuẩn bị phía trước này hết thảy chỉ có thể nói là hắn dùng để đã kích này nhóm người thủ đoạn là chuẩn bị giai đoạn mà hiện tại mới có thể xem như kế hoạch bắt đầu ta biết ở ta nói ra độc thủ thời điểm khẳng định liền có rất nhiều người ở xem xét chính mình nơi nào xảy ra vấn đề đối này ta chỉ nghĩ nói một câu suy nghĩ nhiều Ban đầu ta liền nói qua, linh khí là cao đẳng năng lượng tụ hợp thể, cũng là chúng ta thế giới này không có lực lượng. Ban đầu, ta không xác định nó có tồn tại hay không, cho nên ta bình phàm. Nhưng là, ở nhìn đến triệu sinh đẹp sự kiện lúc sau, ta cơ bản đã xác định, linh khí là tồn tại, chẳng qua chúng ta hiện tại thế giới này không tồn tại. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nói tới đây thời điểm, Thạch Vũ tuy rằng thoạt nhìn là đang hỏi người khác, nhưng hắn căn bản không đợi người khác trả lời, người khác cũng không có biện pháp trả lời hắn liền cấp ra đáp án. Thế giới không ngừng một cái. Chương 438, tuy ngôn. Cái này, chính là ta sáng tạo ra kia bổn công pháp cơ sở, chỉ cần vô hạn biến cường, liền có thể đoạt lấy các thế giới khác tài nguyên, các ngươi sở lo lắng những cái đó sự tình, tự nhiên sẽ không phát sinh. Hơn nữa, khu rừng đen pháp tắc, các ngươi đều biết, thế giới này khẳng định có so với chúng ta càng mau, cũng tất nhiên có so với chúng ta càng chậm. Mà chúng ta có thể làm, có thể làm, chỉ có một, siêu việt so với chúng ta mau, làm so với chúng ta chậm, hoàn toàn diệt sạch, chỉ cần như vậy không tiếc hết thảy đại giới biến cường, mặc dù cuối cùng chúng ta bị so với chúng ta càng mau tồn tại diệt sạch, cũng sẽ không lưu lại tiếc núi. Không có giọng giặc hùng hồn cổ vũ, cũng không có âm trầm khủng bố dọa người, có chỉ có bình tĩnh. Lại như vậy bình tĩnh quá khứ vài phút sau, thạch vũ chờ bọn họ tiêu hao xong rồi, liền bắt đầu tân lên tiếng. Hiện tại mục tiêu của ta là tìm được tiếng vào các thế giới khác khả năng không có thời gian lý các ngươi này đàn không rảnh rỗi sự gia hỏa, nếu các ngươi lại nhảy ra quỷ rống quỷ nháo, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta biết người đều có muốn chết tâm lý, mà ta người này tính tình tương đối thẳng, chán ghét những cái đó ẩn ẩn quỷ quỷ, kia cái gọi là ám tay, người thông minh hẳn là đã đoán được. Phía trước ta liền nói, thế giới này là không có linh khí, từ lý luận đi lên nói là không thể tu luyện. Ta sáng tạo kia bổn công pháp sở dĩ có thể ở thế giới này tu luyện, đó là bởi vì, nơi đó mặc đề cập tới rồi một loại đem chân thật tồn tại vật phẩm, chuyển hóa thành linh lực thủ đoạn các ngươi chỉ cần dựa theo kia bổn công pháp tu luyện liền có thể được đến phương pháp này sử dụng quyền mà cái này thủ đoạn khống chế quyền tự nhiên là ở trong tay của ta nói cách khác chỉ cần ta tưởng ngươi cũng đừng tưởng tại đây loại thuần vật chất thế giới tu luyện mặc dù là ngươi đã tu luyện được đến thành quả cũng chỉ có thể bảo trì hiệu quả đến nỗi mặt khác cơ bản không thể sử dụng trừ phi thế giới này trọng sinh ra đời linh khí nói cách khác tiểu tâm tư liền tốt nhất không cần nổi lên lời nói ta liền đặt ở nơi này, các ngươi hảo hảo dùng chính mình đầu óc, suy nghĩ một chút, chính mình rốt cuộc là cái gì, lại nên làm cái gì. Nói xong chính mình cảnh cáo lúc sau, Thạch Vũ liền đem phòng phát sóng trực tiếp cấp đóng. Đây là kế hoạch của hắn, một cái rất đơn giản kế hoạch, trang bức. Phía trước tự hỏi một phen, hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn sở dĩ để ý thế giới vai chính, kia gần là bởi vì thế giới vai chính phi thường hảo chơi. Nhưng hiện tại, hắn mới phản ứng lại đây, không nhất định yêu cầu vẫn luôn đi theo vai chính mặt sau, xem vai chính trò hay, hắn cũng có thể tự mình hạ tràng chơi a à. cho nên nói hiện tại hắn chính là một cái thế giới thiên mệnh chi tử mà hắn yêu cầu làm chính là ở phòng phát sóng trực tiếp cũng chính là toàn bộ có thể nhìn đến người của hắn trung trang bức hơn nữa tuy rằng hắn không có cái gọi là hữu hạn cùng vô hạn thay đổi nhưng là hắn lại có được quan kháng hắn quyền lợi mà cái gọi là internet trong mắt hắn căn bản không có bất luận cái gì che giấu nói cách khác chẳng những người khác có thể dựa vào khoa học kỹ thuật nhìn đến hắn Thạch Vũ cũng có thể dựa vào lực lượng, trực tiếp quan sát những cái đó đang ở quan sát người của hắn. Nói cách khác, ở người bình thường trong mắt, hắn là ở cùng không khí trang bức. Nhưng trong mắt hắn, là thật sự ở cùng trước mắt chi gian giao lưu, mà trang bức tự nhiên cũng là ở mọi người vây xem bên trong, trang nhất có cảm giác. Đương nhiên, hắn làm như vậy tuy rằng thực sản, thực thoải mái, rất có cảm giác thành tựu, nhưng cũng thực dễ dàng trêu chọc phiền toái. Liền ở hắn phát sóng trực tiếp không bao lâu, trên mạng tin tức, còn ở vào bùng nổ giai đoạn liền giống như bị người bóp lấy cổ, nháy mắt ách hỏa. Sau đó, càng là có một loại siêu mau tốc độ, đem hắn tàn lưu, cấp hoàn toàn thanh không còn một mảnh. Không cần tưởng, đều biết đây là ai động tay. Mà bọn họ làm như vậy, muốn biểu đạt cái gì ý tứ, cũng là thực rõ ràng. Đối này, Thạch Vũ có chút khó chịu, đều lúc này còn che che giấu giấu. Hỗn loạn, sở dĩ sinh ra, còn không phải bởi vì như vậy. Trên thế giới này, nhất khủng bố, không phải biết biết rõ hẳn phải chết mà là biết hẳn phải chết khi, đã chỉ có mấy ngày thời gian. Nếu ngươi còn có thể sống một tháng, ngươi có lẽ sẽ điên cuồng, nhưng trong tình huống bình thường, ngươi sẽ không sinh ra lôi kéo thế giới cùng nhau hủy diệt ý tưởng. Nếu ngươi còn có thể sống ba tháng, khi càng là như thế. Nhưng nếu ngươi chỉ có thể sống ba ngày đâu? Ngươi muốn ông không tổn thất một tí xíu, tới đón tiếp cái gọi là biến cố, Thạch Vũ chỉ nghĩ nói một câu, tưởng thật tốt, cùng mộng giống nhau. Người kỳ thật đều là sợ chết, ngươi nói minh xác một chút, đặc biệt là ngươi lại tỏ vẻ một câu, nếu ngươi thành thành thật thật có thể sống nửa năm hỏi ngươi hiện tại đi ra ngoài chế tạo hỗn loạn như vậy ngươi sống không quá hôm nay thốt ra lời này minh trong đó ý tứ dễ lý giải trừ bỏ chân chính ngốc bức cùng một ít đầu óc không bình thường ai sẽ đi sinh ra cái gọi là hỗn loạn tựa như tình hình bệnh dịch giống nhau nhân quả tỏ vẻ chính mình mặc kệ làm quốc dân tự mình sinh ra kháng thể dùng để vượt qua tình hình bệnh dịch sau đó khi đem đại khái yêu cầu chết bao nhiêu người mới có thể sinh ra kháng thể công bố nháy mắt người liền thành thật lời nói không nói rõ xác không sinh ra hỗn loạn sinh ra cái gì ái cùng chính nghĩa sao đương nhiên này đó ý tưởng là hắn trước kia ý tưởng hiện tại quốc gia tinh cầu vũ trụ đều không ở hắn trong mắt chỉ có một ít đại la thế giới mới có thể khiến cho hắn chú ý đơn giản điểm tới nói hắn bành trướng mà tâm thái cùng thị giác cũng từ đơn thuần thân thể thăng hoa thành thế giới vũ trụ chư thiên vạn giới cho nên khi hiện tại hắn xem ra cái gọi là quốc gia căn bản vô pháp khiến cho hắn chú ý Tự nhiên, đối quốc gia lý giải, cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng vẫn là người cái này, thân thể khi cảm thụ. Liền ở Thạch Vũ tự mình cảm giác tốt đẹp là, toàn bộ thế giới, đều bởi vì hắn phát sóng trực tiếp, đã xảy ra biến hóa. Ban đầu, quốc gia cũng không có để ý hắn công pháp phổ biến, thẳng đến phát hiện thật sự có hiệu quả lúc sau, muốn ngăn cản nó truyền bá, đã không có khả năng. Mà mỗi cái quốc gia, mặc kệ là yêu cầu vẫn là tất yếu, đều sẽ hướng quốc gia khác tắt một ít chính mình đồ vật. Cho nên, ở công pháp có chân thật hiệu quả, Toàn bộ thế giới đều đã biết. Đây cũng là vì cái gì, Thạch Vũ nhiệt điểm vẫn luôn không ngừng, bởi vì từ nào đó góc độ đi lên nói, hiện tại hắn danh truyền địa cầu sở hữu cường đại quốc gia. Lúc sau chính là một ít thường quy thao tác, tỉ như chiêu an hoặc ám sát. Mà cái này, là quốc gia mặt chính là, ở mặt trên quyết đấu không có xuất hiện rõ ràng thắng bại khi, trong tình huống bình thường là sẽ không ảnh hưởng đến Thạch Vũ bản thân. Đương nhiên, cái gọi là bảo hộ là không thiếu được. Này đó, nếu là một người bình thường tự nhiên là chịu không nổi đối với hắn tới nói vẫn là câu nói kia liền khiến cho hắn chú ý như thế nào khả năng đến đổi vì cái gì không có thỉnh hắn đi uống trà thạch vũ không có tưởng cũng lười đến suy nghĩ mà này đó đều là lấy trước ở thạch vũ đệ hai thứ phát sóng trực tiếp sau hết thảy đều thay đổi đệ một thứ nhìn đến nó người kỳ thật không nhiều lắm đệ hai thứ đặc biệt là mặt sau nhân số thật là ở bảo tăng thậm chí vượt qua một tỷ đại quan nói câu thật sự nếu không phải thạch vũ ra tay server căn bản chống đỡ không được. Sau đó, Thạch Vũ nói, truyền khắp toàn bộ thế giới, có người tưởng trào phúng hai câu, bất quá cuối cùng lại thu miệng. Chương 439, thu thập. Chúng ta nên như thế nào làm? Một cái trống trải hắc ám phòng nội, một đám diện mạo khác nhau người tụ tập, có lão nhân, có thanh niên, cũng có nữ nhân. Nói chuyện chính là một cái trung niên nam nhân, mà hắn dứt lời, người khác lại không có cái gì phản ứng. Liền ở hắn biểu hiện có chút không kiên nhẫn, như vậy là phải làm ra cái gì kinh người cử chỉ khi, một vị đầu tóc hoa râm lão nhân tiếp hắn nói. Có thể làm sao bây giờ, nhìn, quốc gia giao phong còn không có rơi xuống, ngươi tưởng kết cục tìm chết sao? Hừ, chúng nó động thủ lúc sau, nào còn có chúng ta phân? Nói xong lúc sau, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người liền rời đi nơi này. Mà ở hắn xoay người thời điểm, vẫn luôn trầm mặt một cái khác lão nhân, đột nhiên nói một câu. Người A, quan trọng nhất chính là nhận rõ chính mình, có chút không phải chính mình đồ vật, muốn nhất chiếm hữu, này không phải tiền chết là cái gì a à, ai có thể giết ta ai dám giết ta ai có thể giết ta trung niên nhân nghe xong kia lời nói thực trang bước tới một câu tam liền mà lúc này hắn cũng vừa lúc tới rồi rời đi phòng này địa phương liền cửa này mở ra hắn sắp nói ra cuối cùng một câu trang bức chi ngôn khi ngoài cửa đột nhiên một người chính là làm hắn đem đến miệng nói tấp nuốt trở vào không chỉ như thế hắn bản thân hành động nện bước cũng bởi vì trước mặt này đột nhiên mà ra ngăn cản vô lại thay đổi điều đơn giản điểm tới nói hắn té ngã một cái nháy mắt cái gọi là đại lão phong phạm ngạo cốt lăng vân biến mất không còn một mảnh giờ phút này hắn tựa như gà rớt vào nồi canh thập phần dễ dàng dẫn người bật cười hỗn đảng ngươi là ai như thế nào xuất hiện ở cái này tuy rằng thực phẫn nộ phẫn nộ trước mắt người này cản trở chính mình trang bức bất quá hắn cũng không phải ngốc tử làm như thế nhiều năm lão đại cũng không có khả năng là cái bao cỏ gần trong nháy mắt hắn liền bắt được trọng điểm các ngươi tại đàm luận ta, lại không quen biết ta, có phải hay không quá khinh thường ta? Không sai, người này chính là Thạch Vũ. Vĩnh viễn không cần tin tưởng một cái chính khách chỉ số thông minh. Những lời này có rất nhiều loại lý giải, Thạch Vũ lại chỉ tin tưởng một loại, cũng không đem chính mình vũ lực bày ra ra tới, người khác như thế nào biết ngươi cường đâu? Mà chỉ cần người khác minh bạch ngươi có bao nhiêu cường, cũng ở chính mình không có đối kháng loại này cường đại thời điểm, liền sẽ không lại quấy rầy ngươi. Cái này chính là Thạch Vũ đối câu nói kia lý giải. Cho nên, hắn trang bức lúc sau, tự nhiên cũng đến đem quy củ cấp lập đi lên. Lấy thực lực của hắn, thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản hắn nhìn trộm, mà năng lực của hắn cũng có thể đảo qua mà xem. Nói cách khác, chỉ cần hắn tưởng, toàn bộ thế giới ở làm cái gì, hắn đều có thể biết, đến nỗi cái gọi là truyền hạn mức cao nhất, cũng chính là cùng thời gian ngươi có thể tiếp xúc tri thức hoặc là nhận tri hoặc là ký ức lượng, ở thạch vũ này là vô hạn. Có này đó tiên quyết điều kiện, nếu muốn thu thập một ít đối chính mình mưu đồ gây rối gia hỏa, kỳ thật là phi thường đơn giản. Chẳng qua, phía trước, đều là từng bước từng bước, mà lúc này đây, cư nhiên tụ tập ở cùng nhau, không thể không nói, đây là vận khí tốt biểu hiện. Cuối cùng cuối cùng, không có bất luận cái gì trì hoãn, hắn muốn thu thập, không một cái chạy trốn, mà hắn không nghĩ thương tổn, không một cái bởi vậy đã chịu thương tổn. Thế giới không có kính không kẻ hở tường, mà Thạch Vũ cũng không nghĩ tới dấu giếm, cho nên, thế giới lúc này đây thật sự nổ tung chảo. Đối Thạch Vũ nổi lên lòng xấu xa, có hỗn thương, có hỗn hắc, còn có hỗn chính mà những người này không ai còn sống một cái hai cái kỳ thật cũng không có gì rốt cuộc thế giới như vậy đại có người ngã xuống tất nhiên có người đứng lên chính là người đâu may mắn tâm lý cùng với cái gọi là tự đại phi thường nhẹ nhàng liền có thể mê hoặc bọn họ tầm mắt hơn nữa thạch vũ hiện tại ở bọn họ xem ra cũng chỉ là một cái bước đầu nắm giữ lực lượng người hơn nữa loại này lực lượng còn cũng không cường cho nên nói thạch vũ kia phiên bừa bãi nói ở bọn họ xem ra hoàn toàn là chê cười này liền cùng điện ảnh tình tiết không sai biệt lắm, ở không có gặp qua chân chính khủng bố phía trước, ông trong tay súng máy, liền cho rằng bắt được toàn bộ thế giới. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai, vai hề lại là chính mình. Thạch Vũ là cái lý tưởng chủ nghĩa, hơn nữa, ở vì một ít chính mình sự thời điểm, phi thường kiên trì, nói giết sạch, liền giết sạch. Ngắn ngủn một ngày, thế giới này thiếu mấy ngàn người, thoạt nhìn giống như không nhiều lắm, rốt cuộc ở vài tỷ thượng chục tỷ tổng sản lượng hạ, này mấy ngàn người, thật sự không thế nào thu hút nhưng vấn đề là, này mấy ngàn người trung, mặc dù là kém cỏi nhất, cũng gián tiếp khống chế thượng vạn người. Trước cuộc, nếu không có loại này tư bản, hắn có cái gì lá gan dám vào đi trộn lẫn một chân. Liền tính muốn đục nước béo cò, ngươi ít nhất cũng đến có thể lượng, làm cường đại nhất cái kia nhìn đến ngươi thể lượng. Lão hổ cùng lão thử, có thể cùng khung, nhưng cùng con kiến có thể chứ. Cho nên nói, mấy ngàn người thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng chịu bọn họ khống chế, cũng chính là ở trong tay bọn họ ăn cơm, đạt tới mấy ngàn vạn mấy ngàn vạn cái này thể lượng ở xứng với gia đình cùng hàng xóm hiệu ứng cũng chính là lại phiên cái năm sáu phiên nháy mắt phá trăm triệu trực tiếp ảnh hưởng thượng trăm triệu người sự kiện đừng nói áp chế liền loại này ý tưởng đều sẽ không có nhân sinh khởi mà cũng trong nháy mắt này thạch vũ được đến rất nhiều tân danh hiệu bất quá ngươi cũng có người dám ở trước mặt hắn dứt lời thậm chí liền internet cũng không dám bởi vì đã có người phỏng đoán ra cái gọi là internet căn bản vô pháp làm được thạch vũ quan kháng cũng là bởi vì này rõ ràng đã xảy ra như thế đại sự tình, nhưng thảo luận người, lại rất thiếu. Nhưng là, Internet trung lại tràn ngập một loại áp lực cảm xúc, như là ở hội tụ lại giống không phải. Thấy sự tình phát triển, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, Thạch Vũ cũng biết, nên đem kế tiếp dọn ra tới. Người kỳ thật chính là lò xo, chỉ cần ngươi đủ cường, là có thể áp xuống người khác, chỉ cần ngươi vẫn luôn cường, liền có thể vẫn luôn đem người khác ngăn chặn, thẳng đến, lò xo biến thành nghịch lò xo, cũng chính là thu hoạch một đống, yêu cầu ra bên ngoài sử lực cái loại này. Đương nhiên, thời gian này phi thường lâu, lâu đến Thạch Vũ căn bản không có đi thực hành tính toán. Cho nên, này cổ áp lực cảm xúc, Thạch Vũ đến khơi thông một chút, nói cách khác, ép tới lâu lắm nghẹn hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ. Đến nỗi bị phản sát cái gì, hắn trước nay không nghĩ tới, cũng không có khả năng tưởng. Đến nỗi như thế nào khơi thông, vậy càng đơn giản, giờ đi lực chú ý là được. Đương nhiên, suy xét đến bây giờ tình huống, muốn có thể chân chính hoàng Mỹ đem bọn họ lực chú ý dời đi đi, vậy thật sự chỉ có sử dụng gì thế giới kế hoạch cũng chính là tìm một cái thế giới, làm hai cái thế giới tương liên, sau đó đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Lấy hắn phỏng chừng, phát hiện tân thế giới sự tích, hẳn là có thể tách ra rớt này của áp lực, đương nhiên, đã không có áp lực, lại thực dễ dàng làm người sinh ra mù quáng tự tin. Cho nên, hắn còn cần suy xét một chút, tiếp tục kinh sợ một ít ngốc bức. Thượng một lần rửa sạch, chỉ là rửa sạch một cái đại khái, tuy rằng hắn có kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng tư cách, nhưng người khác còn không có làm, hắn liền ra tay, cùng hắn thói quen, có chút không phù hợp liền tỷ như nói trọng sinh giả báo thù đều trọng sinh những cái đó thương tổn chuyện của ngươi đều còn không có làm ngươi liền trực tiếp đi báo thù khẳng định thực gượng ép cho nên giống nhau trọng sinh giả kẻ thù đều là bị người hận nếu là các loại trùng hợp hạ mới đem ngươi lộng chết ngươi trọng sinh lúc sau đi tìm hắn báo thù có phải hay không thực gượng ép chính là nguyên nhân này hắn không có đi thu thập những người đó nhưng là hắn để lại sao lưu chỉ cần bọn họ dám ngoi đầu khi chờ đợi bọn họ chính là chết chương 440, linh khí tiểu tác dụng. Phía trước cũng nói, Thạch Vũ hiện tại nơi vũ trụ, là một cái hành động dùng thí nghiệm vũ trụ, sở hữu vũ trụ tọa độ, ai đến độ rất gần. Mà thế giới, tự nhiên là càng gần, thực lực của hắn, tuy rằng vô pháp làm hai cái đại vũ trụ, mạnh mẽ liền ở bên nhau. Nhưng là, làm cơ bản có thể tính vì nhất thể vũ trụ đàn trung mấy cái tiểu thế giới liền ở bên nhau, vẫn là thực nhẹ nhàng. Này liền cùng một nét bút, cùng một cái tuyến tính chất không sai biệt nhiều. Một nét bút, tuy rằng viết trên giấy, hoặc nhìn như là cái gọi là 2 dê. Nhưng thực tế thượng, này lại là không gian 3 chiều đồ vật, không phải 2 dê. Nhưng là, đem nó cùng một cái tuyến đối lập, liền sẽ phát hiện, hai người trên lệch không phải giống nhau đại. Nhưng ở 2 dê xem ra, lại không sai biệt nhiều. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, tuy rằng này độ dày rất ít rất ít, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng phân ra vô hạn hai duy mặt bằng. Cho nên nói, Thạch Vũ muốn dung hợp mấy cái thế giới, vẫn là rất đơn giản, chẳng qua này có một cái phạm vi hạn chế. Đương nhiên, cái này phạm vi, không phải ba dê trường khoan cao, mà là một loại sinh tồn thời không chừng mực. Thứ này, trong tình huống bình thường là không có gì trứng dùng, bởi vì từ nào đó góc độ đi lên nói, người di động thế giới, này cái gọi là thời không chừng mực cũng ở di động. Sở dĩ nói nó ngư bê, đó là bởi vì người di động thời không chừng mực, có thể mạnh mẽ cùng mặt khác thế giới tiến hành liên tiếp. Cử cái đơn giản ví dụ, một trương trên giấy có hai cái điểm, nhưng cái này điểm, cũng không phải đơn thuần điểm mà là một cái tuyến cắt ngang mặt hai cái điểm ở hai dây mặt bằng di động không gian ba chiều kia hai điều tuyến tự nhiên cũng ở di động nếu chúng ta đem hai cái điểm mặt sau cái kia sợi dây gắn kết tiếp ở bên nhau này hai cái không gian phạm vi có thể nói là một cái sao đáp án là có thể bởi vì không gian tính toán là tính toán thân thể đương hai cái thân thể dung hợp sau tự nhiên là một cái nếu mặt trên tuyến trọng điệp như vậy hai dây mặt bằng điểm tuy rằng không ở cùng cái địa phương liền không gian vị trí cũng không ở cùng cái điểm nhưng từ chỉnh thể đi lên nói này hai cái điểm là liên tiếp này không phải trùng động mà là một loại cao duy can thiệp bởi vì từ bản chất tới giảng kia ở vào hai dây mặt bằng hai cái điểm đều là ba dây vật phẩm một bộ phận mà một cái vật phẩm sở chiếm dụng không gian thống nhất tính toán cũng chính là có không thể phân cách cá tính này liền cùng hai tay không sai biệt lắm tổng không có khả năng bởi vì một bàn tay kêu tay trái một bàn tay kêu tay phải cho nên đem bọn họ đương hai cái đồ vật đi hoặc là nói ngươi tổng không có khả năng chỉ sử dụng một bàn tay đi mặc dù ngươi hai tay trung một tay cầm đao một tay lấy chiếc đũa chúng nó cũng không có khả năng trở thành hai cái thân thể nếu là một đám thể tự nhiên là có lưu thông tính cũng chính là liền ở cùng nhau nhưng là lại bởi vì duy độ nguyên nhân hai dây tồn tại không có khả năng tiến vào không gian ba chiều cho nên hai cái điểm có thể liên hệ nhưng lại không thể tiến vào hai cái điểm có thể liên hệ cái kia thông đạo đơn giản điểm tới nói hai cái thế giới trọng điệp lúc sau sẽ sinh ra cái gọi là không gian cái khe ngươi có thể trong khe nứt ngốc một chút cũng có thể nháy mắt đi ra ngoài ngươi không có khả năng dựa vào cái này cái khe tìm kiếm đến này hai cái thế giới giao tiếp khẩu cũng chính là không thể mượn dùng cái này cái khe đi hướng thế giới ở ngoài đương nhiên này đó đều cùng hiện tại hắn không có gì quan hệ dựa vào thăng hoa sau lực lượng thạch vũ ở thời khắc chừng mực thượng tìm kiếm chính mình có thể cảm ứng được thế giới cũng chính là ở chính mình có thể thao tác trong phạm vi sự tình Tuy rằng hắn ở thời không chừng mực thượng lực lượng thật sự rất nhỏ rất nhỏ, mặc dù là như vậy tiểu nhân thời không chừng mực trung cũng tồn tại không biết nhiều ít thế giới, không phải song song thế giới, chính là đơn thuần bất đồng các loại hình thế giới. Đương nhiên, tinh cầu loại chiếm tuyệt đại bộ phận, mặt khác loại hình rất ít. Đối này, hắn cảm thấy thật bình thường, rốt cuộc nói câu khó nghe điểm, trời tròn đất vuông, kia cái gọi là thái dương là cái dạng gì trạng huống? Đơn thuần muốn thỏa mãn điểm này, liền yêu cầu thế giới bản thân liền rất cường đại. Rốt cuộc này vừa thấy liền biết có điểm siêu tưởng tượng, không thể lấy thường quy giải thích. Mà ở đối lập một chút có thể dùng thường quy giải thích vũ trụ hình thế giới, từ này liền có thể thấy được hai người cấp bậc. Mà thế giới sinh tồn hình thức, tự nhiên là kim tự tháp, càng cường đại tự nhiên càng hy hữu. Trải qua sàng chọn lúc sau, Thạch Vũ xác định ba cái thế giới, ba cái không thế nào cường đại thả ở vào cổ đại thế giới. Rốt cuộc, nếu đối phương khoa học kỹ thuật thụ điểm mảnh, về sau mở ra hai giới thông đạo, hắn cảm thấy, liền không phải thế giới này người làm kẻ xâm lấn, mà là bị kẻ xâm lấn. Xác nhận lúc sau, Thạch Vũ thần thức, tiến thêm một bước xem xét cái này tinh cầu tin tức, vừa rồi chỉ có thể xem như cái đại khái, cũng chính là tùy ý ngó liếc mắt một cái. Mà hiện tại, còn lại là triệt triệt để để kiểm tra. Tới rồi hắn cái này cảnh giới, mắt sau kính hiển vi còn ngưu bê, mà thế giới hiện thực trong không khí tồn tại đồ vật, trên mặt tồn tại đồ vật, hắn kỳ thật xem đến rõ ràng. Chẳng qua, chính hắn đóng năng lực này mà thôi, rốt cuộc ai ngốc đến đi xuống. Mà hiện tại, hai cái thế giới tương đồng này không khí tự nhiên cũng sẽ sinh ra giao thoa, nếu thế giới này mấy thứ này tiến vào thế giới kia, biến thành diệt thế virus làm sao bây giờ, phản chi cũng thế. Cho nên, này đó vật nhỏ rất nhỏ chỗ mới là chính yếu quan sát, tiếp theo chính là đối người quan sát. Xác nhận một chút bọn họ ở vào cái gì thời đại, trước mặt thời đại lưu hành là cái gì, tuy rằng không có cái gì trọng dụng, nhưng có thể lưu lại chính mình dấu vết. Cứ như vậy, Thạch Vũ bắt đầu rồi ra quét, lúc sau hắn phát hiện một sự kiện, thế giới này hắn cho rằng phi thường ngưu bức cái gọi là virus, tiến vào những cái đó thế giới sau, trực tiếp bị linh khí xử lý. Cũng không thể nói là bị xử lý, hẳn là bị hấp thu. Nhìn đến này, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, vì cái gì những cái đó thế giới mỹ nữ là có linh khí mỹ nữ, mà thế giới này mỹ nữ, chỉ có thể là mỹ nữ. Nguyên lai là cái dạng này, linh khí tẩm bổ, làm cho bọn họ thân thể phát triển thực viên mãn. Người bình thường mặc, muốn phóng đại, tất nhiên là gồ ghề lồi lõm, tựa như mặt trăng thiên thạch hố giống nhau. Nếu lúc này, có một ít mặt trăng thổ nhưỡng, cũng chính là nhan sắc cùng mặt trăng thổ những giống nhau bùng, trực tiếp đem những cái đó hố cấp điền, có phải hay không liền hoàn chỉnh. Hiện thực, tự nhiên là không tồn tại này đó thổ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện linh khí loại này có thể điền bình thân thể thổ. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, vương giả còn có một cái lớn nhất trên lệch. Thế giới hiện thực không có linh khí, mặt tự nhiên có hố, mà hố, còn không phải là thiên nhiên xào huyệt. Mà lúc sau phát triển liền rất bình thường. Có da, đương nhiên tưởng quản gia biến đại biến hảo. Mà đổi lại đây, chính là đem hố đào lớn hơn nữa đào càng sâu mà phản chi cũng thế bởi vì bản thân liền không có hố có câu nói là như thế này nói rùi bọ không đinh vô phùng trứng nếu rùi bọ đinh liền đại biểu này trong đó khẳng định có dị thường nếu không có dị thường tự nhiên cũng sẽ không hấp dẫn rùi bọ đây là một cái bình thường nhân quả thay đổi mà đã không có sinh tồn thổ nhưỡng này đó tiểu gia hỏa nhóm tự nhiên không có khả năng như là thế giới hiện thực như vậy sinh hoạt an nhàn thậm chí cơ bản diệt tộc